Câu số 1 này. Kono mise wa riyosha no nizu ni. Đây là chữ hợp và chữ chí đúng không? Bình thường các bạn sẽ đọc hợp là go, nhưng mà trong trường này mà bạn đọc là số 2 là bị sai đúng không nhỉ? Trường hợp này nó đọc đặc biệt là gachi. Như vậy cái đáp án của câu này sẽ phải là đáp án số mấy nhỉ? Đáp án số 4 nhá. Đấy. Chúng ta có một số trường hợp chữ hợp đọc là ga với lại âm biến âm đấy là gì đấy? Ví dụ trong từ gape này. Sáp nhập đúng không nhỉ? Hay là trong từ gacho hợp sướng. Và trong từ này nữa, gachi là gì đây nhỉ? Đáp ứng phù hợp với câu số 2. Tsugi no yōken ni. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ kai và chữ đương. Đọc là gaito. Như vậy đáp án đúng của câu này sẽ phải là đáp án số 2. Câu này thì nhiều bạn sẽ nhầm thành kaito, nhưng mà nó sẽ phải là 2 nhé. Tiếp theo câu số 3 và câu số 4 nào. Câu số 3. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ tiêu. Cái chữ này nó sẽ có âm kunyomi là gì đấy? Kogeru có nghĩa là cháy khét, hoặc là aseru là gì nhỉ? Là sốt ruột, nóng lòng, giống ira ira ấy. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu đọc là koge thì phải là kogete, nhưng đây có cái chữ, chữ nhỏ thì vậy. Thì vậy nó phải đọc là aseru đúng nhỉ? Asete. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ phải là đáp án số mấy đây? Đáp án số 1 nhá. Đấy. À, số 3 là gì nhỉ? Số 3 là hakadote. Hakadoru là tiến bộ này. Và số 4 anadote, anadoru có nghĩa là khinh thường, coi thường. Đấy, cái câu này không biết có bạn nào đang mắc vào cái tình trạng như này không, là tôi rất là sốt ruột đúng không nhỉ? Nóng lòng muốn giỏi tiếng Nhật nhanh, cho nên là tôi đã luyện tập đến tận đêm khuya và gì nhỉ? Và là phá hủy cả cơ thể, làm cơ thể bị suy nhược. Câu số 4. Đây là chữ cảm và chữ nhiễm. Kensa no kekka uirusu ni kansen shiteru koto ga wakatta. Cảm đọc là kan và nhiễm trong từ osen, các bạn ghép vào sẽ đọc là kansen, có nghĩa là nhiễm virus này. Như vậy đúng đây sẽ phải là mấy đây? 4 nhá, kansen. Tiếp theo câu số 5 và câu 6 nào. Câu số 5. Kono matsuri de wa mukashi no, các bạn lưu ý cái chữ gì nhỉ? Cái chữ trang của chúng ta ấy, nó có hai cách đọc. Âm onyomi đấy là gì đấy? À, ngoài cách đọc âm kunyomi khá là khó nhớ, đây là gì nhỉ? Yoso o đúng không? Này, yoso o có thể người ta hỏi trong cái phần cách đọc của N1 đấy nhá, bởi vì nó hơi khó một chút. Thì nó có hai cách đọc âm onyomi là so và sho. Thì đa số đọc là so, ví dụ trong từ gì nhỉ? Fukuso, phục trang này, trang phục này, hay là trong từ trang sức, so shoku. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này đặc biệt y trang sẽ đọc là isho. Như vậy đây đáp án đúng phải là đáp án số 3. Bạn nào mà lẫn chọn sang 4 là sai nhá. Câu số 6. Doko kara ka amai hana no kaori ga. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ phiêu, trong từ phiêu lưu, phiêu dạt đúng nhỉ? Phiêu bồng ấy. Thoang thoảng trôi nổi sẽ đọc là gì nhỉ? Tadayo. Như vậy đáp án đúng sẽ phải là mấy? Phải là số 3. Tadayote. Số 1. Samayote. Samayote đây. Chữ Hán là chữ bàng và chữ hoàng, nhưng mà nó không mang nghĩa bàng hoàng trong tiếng Việt là bàng hoàng đâu, mà nó nghĩa là đi lang thang, đi vô định. Watate là chữ độ khắp suốt này. Và số 4 là Megute, chữ tuần xoay quanh. Rồi chúng ta sang xong môn đai đầu tiên nhé. Môn đai đầu tiên lúc nào nó cũng nhẹ nhàng nhất. Bây giờ sang môn đai từ vựng thì nó sẽ khác một chút. Đấy là nó khó hơn. Rồi câu số 7 này. Ketai denwa wa kore made chika de wa tsukae nai toyu gì đó ga atta. Điện thoại di động ấy thì từ trước đến nay nó có một cái gì đấy là không thể sử dụng được ở dưới gì đây nhỉ? Ở dưới đất, ở dưới ngầm, ở ngầm. Không sử dụng được ở dưới lòng đất. Chúng ta có từ đầu tiên là từ kịch càng. Kịch càng này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là khiếm khuyết, lỗi sản xuất. Ví dụ như là
bị khe nứt hay là các thứ ấy, nhưng mà đây cái ý là không sử dụng được ở đây là về mặt giống như là tính năng. Đấy, cho nên là đáp án 1 là không chính xác. Số 2 chúng ta có từ này là từ ô ten là gì nhỉ? Chúng ta dựa vào cái nghĩa của nó thôi. Ô là bẩn, điểm đúng nhỉ? Đây là vết nhơ nhá, vết nhơ, vết ố. Số 3, ketsudaku. Ketsudaku có nghĩa là thiếu sót, khiếm khuyết, sự thiếu hụt. Đáp án số 4 là chữ nhược điểm, jakuten. Đấy, thì ở đây chúng ta phải chọn đáp án đúng là số 4. Đấy là nhược điểm, cái điểm chưa tốt, điểm còn hạn chế, điểm chưa ok của cái điện thoại di động này. Đấy, nhược điểm của nó là như vậy, là không sử dụng được ở dưới gì đấy nhỉ? Ở dưới mặt đất nhá, ở dưới ngầm. Câu số 8 là phần động từ phức. Tekiatsu no tsuka ni tomonau kyofu no eikyo de densha ga ichiji unten o. Do ảnh hưởng của gì nhỉ? Của gió lớn phát sinh kèm với lại sự đổ bộ của khối khí áp thấp, cho nên là tàu điện đã gì đó vận chuyển, tàu điện đã gì đó, cái sự vận chuyển đúng nhỉ, cái sự gọi là vận hành một trong một thời gian. Miawaseta, đấy, cái chữ này nó mang nghĩa là trì hoãn đúng không, tạm hoãn, giống chư si sư rự nhá. Thì ở đây với nét nghĩa như vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là mấy, phải là đáp án số 1 đúng nhỉ. Câu số 2, minogashita, minogashita. Cái từ này nó dùng hai theo hai kiểu. Thứ nhất là cho qua, ví dụ bỏ qua lỗi lầm cho ai đó. Đấy, khoan hồng đấy. Thứ hai là gì đây? Bỏ lỡ, nhìn sót đúng nhỉ? Đây là gì đây nhỉ? Đây là misugoshita, cũng tương tự như cái từ này nhá, nó cũng có hai nét nghĩa như vậy. Ngoài ra thì các bạn còn có cái từ miotos. Đây, miotos nữa. Bỏ sót, thiếu sót này. Hay là gì đấy, mi sokona bỏ lỡ cái chương trình gì đó. Bốn là mi ayamaru có nghĩa là nhìn gì đấy nhỉ, nhìn nhầm, nhìn sai, có thể là nhìn nhìn sai chữ hoặc là nhìn nhận lầm một người nào đó, một sự việc, một sự vật nào đó. Câu số 9 và số 10 nào. Câu số 9 này, kion ga kyugeki ni josho si Zutsu ya memai nado no netchūshō no jō netchūshō no shōjō gì đó hito ga aitsuida. Nhiệt độ nó tăng lên một cách đột ngột, cho nên là có rất là nhiều người gì đó cái triệu chứng bệnh say nắng như là bị đau đầu rồi bị hoa mắt. Từ đầu tiên maneku, cái từ này nó hay dùng trong cái việc mời gọi ai đó đúng không các bạn, giống từ shōtai suru hoặc là gây ra nhé, gây ra một cái gì đó, ví dụ gokai o maneku là gây ra hiểu nhầm. Từ số 2 là moyo osu này có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là tổ chức sự kiện hoặc là cảm thấy, ví dụ như là nemuke o moyo osu có nghĩa là cảm thấy buồn ngủ ấy, hakike o moyo osu cảm thấy buồn nôn. Số 3, utaeru, đây là một động từ rất nhiều nghĩa, nó có nghĩa là tố cáo đúng không, tố cáo, tố tụng, kiện tụng, và gì nhờ, làu bàu than phiền để nhận được sự đồng tình từ ai khác, đồng cảm từ ai khác. Thì ở đây các bạn thấy là đằng trước đây là gì đây, đằng trước đây là một cái triệu chứng bệnh đúng nhờ. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số mấy đây, đáp án số 3 nhá. Có rất là nhiều người họ đang kêu ca, họ đang than phiền là như vậy. Utaeru. Số 4 là gì nhỉ? Unagasu có nghĩa là thúc giục, đấy, hoặc là thôi thúc, thúc đẩy. Câu số 10, kuhuku to hiro de gì đó nani nani ni natte shimatta, thì chúng ta phải nhìn cái phần đằng trước. Kuhuku là đói bụng và làm việc quá sức, làm việc quá mệt mỏi, thì mình làm sao? Hura hura là mệt mỏi, mệt lử đúng nhỉ, không còn sức. Đáp án chính xác của chúng ta là số 1. Tara tara là gì đấy? Tự nhiên CC quên mất từ tara tara là gì rồi, có bạn nào giúp CC không? Chỉ nhớ là cái từ bura bura là như thế, còn tara tara là gì quên rồi, có bạn nào nhớ không nhỉ? Bura bura là gì đây nhỉ? Lang thang vô định, hay dùng trong kiểu đi ấy, đang đi một cách không có điểm, tức là không có xác định một cái điểm đến rõ ràng mà cứ đi lang thang thế thôi. Dara dara thì có mấy nghĩa, ví dụ như là thoai thoải này, đấy, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là
Taratara hình như là lầu bầu thì phải. Còn từ daradara thì nó mang nghĩa là thoải nhá, thoai thoải này, hoặc là nước nước nó chảy xuống tong 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 tong. Đấy, cái âm thanh đấy thì dùng cái từ này. Câu 11. Aki ni naruto kigi ga koyoshi, yama wa aka ya kiiro no gì đó iro ni kawaru. Sang thu ấy thì cây nó có lá đỏ và ngọn và núi đúng không nhỉ, chuyển sang màu gì, màu sắc như thế nào? Đây mọi người thấy có cái từ iro này, màu đằng trước lại là màu vàng và màu đỏ đúng không, thì nó sẽ đi với từ gì nhá? Một này, Nagoyaka. Nagoyaka đấy, này dùng trong kiểu không khí ấy, đúng không, không khí thân mật gần gũi ấm áp, không phải. Số 2, Azayaka, sự tươi mới, sự rực rỡ tươi tắn, dùng cho màu sắc. Đáp án đúng của chúng ta đây là đáp án số 2. Câu số 3, Sawayaka. Sawayaka là chữ này đúng không nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là cái sự gì nhỉ? Cái sự sảng khoái, đấy, cái sự ví dụ như gió nhẹ này, gió thoảng này, mát dễ chịu thì dùng cái từ này. Số 4, Shitoyaka là chữ chữ gì nhỉ? Chữ thục, trong từ thục nữ ấy, có nghĩa là thanh lịch, quý phái, giống từ Jōhin nha các bạn nhé. Câu số 12, Wazukana, cái từ này đọc là Sekisetsu, là tuyết nó rơi, nó ứ đọng. Wazukana Sekisetsu datta ga Tokyo dewa kotsu ga mahi shi toshi no morosa o gì đó shita. Ở đây có mấy từ khó luôn, nên các bạn không làm đúng câu này thì cũng rất là bình thường. Mahi nó là cái chữ này này, nó có nghĩa là tê liệt. Morosa đúng nhỉ? Nó là mong manh, giòn, dễ vỡ ấy. Thôi, người ta hay viết dưới dạng hiragana. À, chỉ một chút cái tuyết nó đọng lại thôi, nó chất đống thôi, mà ở Tokyo ấy giao thông bị tê liệt và đã gì đó cái sự gì nhỉ, cái sự mong manh, cái sự mỏng manh của đô thị. Một là Hakken là phát hiện ra, tìm thấy, không phải này. Số 3, số 2 là Rosutsu là gì đây nhỉ, là lộ ra. Thông thường nó dùng dưới dạng là tự động từ các bạn nhé, hoặc là dưới dạng sai khiến, ví dụ như là da thịt lộ ra ấy, đấy, nó hay dùng cái từ này này. Hoặc là ảnh bị phơi sáng thì cũng dùng từ này. Nhưng mà đây không phải. Câu số 3 là Hakkaku. Hakkaku là phát giác, thông thường là một cái sự việc gì đó bị lộ ra, giống từ bareru ấy. Đấy, dùng thường là tự động từ. Đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 4. Phơi bày đúng nhỉ? Để lộ ra. Rote. Nó có nghĩa là nó vạch trần, nó phơi bày ra ra những cái dấu ở bên trong ra ra bên ngoài đấy. Đáp án đúng phải là đáp án số 4 nhé các bạn nhé. Còn cái sự khác nhau thì vừa giải thích rồi, những cái từ này nó sẽ đi với một số dạng đặc biệt như Sensei đã chú ý. Câu số 13. Si ai kodomo ga si ai de yusho shi nani nani ga takai là gì nhỉ? Con tôi ấy nó vô địch ở trong trận đấu, cho nên là tôi làm sao đó. Cái này thì chắc là khá là dễ dàng với các bạn. Se Gatakai là cao này, Mune Gatakai thì chưa thấy dùng bao giờ. Hana Gatakai là gì nhỉ? Phồng mũi, tự hào, hãnh diện đúng không? Và Me Gatakai là có con mắt tinh tường. Đấy, có con mắt gọi là lõi đời. Thì ở đây hợp với nghĩa của câu phải là đáp án số 3. Tiếp theo, chúng ta sang bài từ đồng nghĩa nhé. Nào 14, 15. Câu số 14. Kotoshi no shiken ni wa karojite gokaku shimashita. Đúng nhỉ? Cái từ này nó mang nghĩa kiểu như là sát nút đấy. Đấy. Cái từ này các bạn có thể nhớ nó bằng mấy từ như là gì nhỉ? Giri này. Đấy, rồi thì cái từ này là một từ mà cũng rất là dễ ra trong đề thi JLPT. Thế thấy là nó ra mấy lần rồi đấy trong các kỳ thi rồi. Giri này, Nantoka đúng nhỉ, và Donika. Như vậy đáp án đúng phải là đáp án số 4 đấy. Đỗ nhưng mà không phải là đỗ cao các bạn nhé, mà là đỗ kiểu như là chỉ thừa ít điểm thôi, hoặc là vừa khít số điểm thôi,
Machigai na cự là không sai. Ungayo cự là một cách may mắn. Thì nhiều bạn sẽ nghĩ là à, đỗ sát nút thì là may mắn, nhưng mà nó không đồng nghĩa đâu. Đấy là chúng ta suy diễn thôi. Đây là cái dạng là kiểu như là đây là may mắn cái kiểu khác so với kiểu là đỗ vừa sát nút như vậy. Mochiron là đương nhiên. Câu số 15 thì chắc là một câu rất kinh điển của các bạn rồi. Ruzu đúng nhỉ, sẽ đồng nghĩa với lại Darashi này. Cái câu này cũng được hỏi rất là nhiều ở trong các sách tham khảo cũng như là đề thi. Hình như là đề thi gần đây là cũng có ra câu này thì phải. Khuyết điểm của anh ta là cái việc anh ta rất là gì đấy, rất là cầu thả đúng không nhỉ? Đấy, rất là kiểu như là không có để ý một cách sâu sắc ấy. Đấy, lỏng lẻo, quan tâm lỏng lẻo rồi thì cầu thả bừa bãi, bừa phứa với tiền bạc. Urusai là ồn ào ở Mỹ này. Lắm lời, Darashinai là đồng nghĩa đúng không? Một cụm cố định luôn nhá. Ruzu và Darashinai các bạn lưu ý. Đây là gì? Đây là Yokubari là tham lam. Kodawaru có nghĩa là câu nệ, quá để ý vào một điều gì đó. Thì đây là quá để ý, quá câu nệ. Thực ra là ngược lại hoàn toàn với cái ý này đúng không nhỉ? Đây là hoàn toàn không có để ý gì luôn. Tiếp theo 16 và 17 nào. Chật vật lắm thì mới đỗ đúng không? Đỗ một cách sát nút chứ không phải là đỗ cao. Câu số 16. Chōjō e no michi ni tachi wa tachi hadakaru. Gì nhỉ? Chết rồi, tự nhiên từ này lại quên, không biết là đọc là Ganheki. Không phải rồi. Gampeki à? Gampeki. Gampeki o mite kare wa isshun taziroida yo datta. Anh ta nhìn gì đấy nhỉ? Anh ta nhìn cái vách đá dựng treo leo ở trên con đường mà đi lên đỉnh núi ấy, và anh ta có vẻ như đã trong một thoáng anh ta đã làm sao đấy. Anh ta, động từ gốc của chúng ta là động từ tazirogu có nghĩa là gì nhỉ? Tazirogu có nghĩa là nản lòng đúng không nhỉ? Rồi thì sợ hãi, sợ sệt, kiểu giống như bạn CC thấy bạn có bạn thương thương ấy, bạn comment ý rất là đúng đấy. Đấy là đứng hình một lúc, kiểu nhìn thấy một cái tự nhiên hoảng, không kiểu như là nao núng và nghĩ là sẽ không thể nào mà làm được ấy. Đấy, rất là sợ hãi. Chính vì sợ hãi cho nên là gì nhỉ? Gọi là ngớ ra một lúc đấy. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái ý nào là giống cái đấy nhất. Một này, odoroita. Odoroita là ngạc nhiên, thì nó chưa đạt đến cái mức độ của cái từ này đúng không? Hirunda, hirumu là gì nhỉ? À, e sợ. Chính xác, đúng là phải là đáp án số 2 nhá. Mayotta là bối rối, phân vân. Akirameta là từ bỏ, không đúng. Câu số 17. Eiga no ake nai ketsumatsu ni dare mo ga kotoba o ushinatta. Ai cũng cạn lời với lại cái kết thúc ake nai. Ake nai là gì nhỉ? Là kết thúc vô vị, nhàm chán, đúng không? Của bộ phim. Kanashi là buồn. Kimio, mặc dù chữ Hán là chữ kỳ và chữ diệu, nhưng mà nó không mang nghĩa là kỳ diệu trong tiếng Việt, mà nó là gì đấy? Nó mang nghĩa là miều ấy. Miều na hoặc là ayashi, có nghĩa là kỳ quặc, buồn cười. Hen, lưu ý là kỳ diệu, không phải là kỳ diệu thật đâu nha. Subarashi là tuyệt vời. Và monotari này là cảm thấy nó thiếu thiếu, nó chưa đủ, đúng nhỉ? Nó không thỏa mãn. Đúng, ở đây phải là đáp án số 4. Vậy thì đáp án đúng sẽ là 2, 4 này. Tiếp theo, hai câu cuối cùng 18 và 19 của phần từ đồng nghĩa. Rồi câu 18. Koko suzitsu shigoto ga todoko otte iru. Todoko otte iru đúng nhỉ? Todoko iru có nghĩa là gì đấy? Chữ Hán là chữ trệ, là đình trệ, ngừng trệ. Vậy thì nó phải là mấy? Phải là 1 đúng nhỉ? Tomatte iru, nó đang bị dừng lại này, không phải là tăng, tiến lên hay là giảm bớt, giảm đi. Câu 19. Yoshi wa itsumo boyaite iru. Động từ gốc là boyaku, có nghĩa là gì nhỉ? Cầu nhau, làu bầu đúng nhỉ? Nói ra những cái điều bất mãn. Như vậy đây sẽ phải là đáp án số 3. Số 1 là hitori goto ite iru là nói một mình. Ogoe de okote iru là nổi giận với tiếng lớn. Đây là từ donaru.
Nigaihyojo shiteru có một cái gương mặt rất là khó coi, cau có. Chúng ta sang phần tiếp theo nhé, cũng là phần nhiều điểm nhất của gì nhỉ? Của đề JLPT, như là như 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 ở trong N1 ấy, là một câu này nó bằng một câu đọc ngắn đấy các bạn. Rồi, câu số 20. Contrasto, đúng nhỉ? À, bạn Tiến Nam, bạn ấy comment thêm là gì đây nhỉ? Bạn ấy comment thêm là tương phản. À, bằng tiếng Anh. Các bạn xem là bạn Tiến Nam, bạn ấy comment như này có đúng tiếng Anh như này không nhá? Đây. Hình như đúng. Từ này có nghĩa là gì đây? Sự tương phản đúng không nhỉ? Tương phản sáng tối ở trong phim và ảnh. Như vậy dựa vào cái tegakari đó chúng ta sẽ chọn đúng là đáp án số 1 đúng không nhỉ? Bởi vì có gì đây? Có shashin này, có ánh sáng và bóng đúng không nhỉ? Đấy, bức ảnh này ấy, tương phản sáng tối rất là đẹp. Câu 2. Contrasto na hitari no senshu no arasoi wa kiyomibukai. Đây không phải tính từ đôi na các bạn nhé, đây là danh từ, do vậy là dùng dạng tính từ đôi na là sai. Cái trận ganh đua của hai cầu thủ có độ mạnh tương đương đấy, chúng ta có thể dùng dạng là gì nhỉ? Onaji tsuyosa no. Đấy. Sensei thử tìm một vài từ mang tính chất là tương đương, ví dụ như là từ gokaku này. Gokaku này. Với lại từ hiteki ấy thì không không thấy người ta dùng. Không thấy người ta dùng với trường hợp câu này thì dùng cái dạng đơn giản này là được rồi. Câu 3. Ano kyodai wa gaiken wa niteru ga seikaku wa kontorasto da. Là gì đấy nhỉ? Anh em nhà kia thì ngoại hình thì giống hệt nhau nhưng tính cách thì tương phản. Cái này có khi các bạn lại chọn tính cách tương phản này chứ. Đấy. Tính cách làm sao? Tính cách hoàn toàn trái ngược. Gì nhỉ? Seihantai. Nhá, seihantai da hoặc là mataku chigau. Câu số 4. Katen to kabe ga kontorasto shite ite totemo furiki ga ii. Cái bức tường và cái rèm ấy nó tương phản cho nên là nó có một cái bầu không khí rất là dễ chịu. Đây dùng từ tương phản, trong cái trường hợp bức rèm và tường thì không dùng đúng nhỉ? Có cái dạng là bầu không khí một tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu thoải mái thì đây chúng ta sẽ thay bằng cái sự gì đấy, cái sự hài hòa đúng không? Katen ga kabe no iro ni chowa đúng nhỉ? Shite ite. Đấy. Cái rèm cửa nhá, nó rất là hài hòa với màu của bức tường cho nên là có một cái cảm giác rất là dễ chịu. Tiếp theo, câu 21. Chúng ta có câu số 21. Chữ này là chữ gì nhỉ? Đây là chữ chế và chữ ước. Chế và chữ ước. Seiyaku. Thế thế mọi người hay dịch là sự hạn chế đúng không? Sự giới hạn, nhưng mà Sensei nghĩ mọi người câu này mọi người nên dịch là ràng buộc thì đúng hơn. Đấy, bởi vì nếu mà dịch là hạn chế giới hạn thì nó giống từ Seigen rồi. Nhá, cái sự ràng buộc, tất nhiên là nó có mang cái nét nghĩa hạn chế cái phạm vi hoạt động hoặc là cái gì đó nó làm cho mình không được tự do ấy. Gò bó mình. Câu 1 này. Kono doro wa ame no toki kosoku, xin lỗi, saikō sokudo ga jisoku 50 km ni seiyaku sareru. Là gì đấy? Con đường này ấy khi trời mưa thì cái tốc độ cao nhất là 50 km một giờ. À, cái này chúng ta phải dùng từ seigen đúng không? Đi với lại gì nhỉ? Đi với lại cái tốc độ ấy thì chúng ta phải dùng từ seigen nhá. Bị hạn chế. Hôm trước line N2 có từ gente đúng nhỉ? Hạn định. Nhưng mà cái từ gente này nó dùng trong kiểu như là hạn chế bao nhiêu người tham gia này, hạn chế bán ra bao nhiêu sản phẩm một ngày. Còn trường hợp này là chế định thì phải dùng cái chữ seigen mới đúng. Câu số 2. Ano gakko den to aru joshi. Đây, đến đây tự nhiên ngắc ngứ đấy các bạn. Không không biết cái này sẽ đọc là cô hay là đa cà đây. Thôi để cho các bạn nhé. Tôi bó tay trước từ này. Đấy, nhìn thì ngon ăn nhưng mà chưa chắc là đã tự tin là đúng đâu. Cái trường này ấy là một trường gì đây nhỉ? Là một trường à có thể là cô.
là một trường 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 cấp 3 nữ sinh, đúng không nhỉ? Có truyền thống, cho nên là cái vì có cái gì đó rất là gay gắt cho nên là nổi tiếng. Nào, đây là một ngôi trường. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải dùng từ gì? Nào các bạn thử đoán xem đây là một ngôi trường thì cái từ này thay thế sẽ phải là từ gì? Yoshiko. Diệp Hoàng Trúc Mai đùa trên dây à? Đọc là nữ tử cao hả? Đây là ngôi trường thì đây phải là từ hiệu tắc nhé mọi người nhé. Kosoku. Đây, chữ này. Câu số 3. Shigoto ni iru to. À xin lỗi, kaisha ni iru to. Shigoto ni seiyaku ga oi no de dokuritsu shite kaisha o tsukuta. Nếu như ở công ty, nếu như còn ở công ty thì sẽ có rất là nhiều cái hạn chế, cái ràng buộc trong công việc. Cho nên là tôi quyết định là ra riêng và mở công ty. Đáp án đúng là đáp án số 3 nhé. Đây, mọi người nhớ dạng cố định là ràng buộc trong công việc này. Câu số 4. Kare wa yushu na salesman de shinsha 500 dai no seiyaku o totta soda. Anh ta là một cái nhân viên bán hàng rất là xuất sắc. Có vẻ như anh ta đã một cái gì đó 500 cái xe mới. Đây có thể là hợp đồng đúng không? Là gì nhỉ? Keiyaku. Đấy, anh ta đã ký được một cái hợp đồng cung cấp hoặc là bán gì đó 500 cái xe, 500 cái xe ô tô. Tiếp theo này, câu 22. Nào, cái từ này nhá, nó sẽ đọc là ayabumareru, đúng không? Thực ra nó là thể bị động của ayabumu. Đấy. Cái từ này thì chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? Cái sự lo ngại, cái sự e sợ, đúng không? Rồi thì một cái tình trạng nào đó bị gì nhỉ? Bị rơi vào nguy hiểm. Đấy, do một tình trạng nào đó bị rơi vào nguy hiểm. Thì ở đây chúng ta thấy trong các đáp án có cái đáp án số 4 là có cái từ gì nhỉ? Keizoku là cái sự gì đây nhỉ? Cái sự tiếp nối, cái sự tiếp tục. Đây là một tình trạng đúng không? Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4. Kono matsuri wa dentoteki na gyoji da ga hito de busoku de keizoku ga ayabumarete iru. Có nghĩa là cái lễ hội này là một sự kiện truyền thống, thế nhưng bởi vì thiếu nhân lực, thiếu nguồn lực, cho nên là cái việc gì đây nhỉ, người ta đang lo ngại hoặc là cái việc mà kế tục tiếp tục nó đang bị đe dọa. Có thể có rất là nhiều cách dịch linh hoạt một chút các bạn. Câu số 1 là gì đây nhỉ? Hanashi kakerareru to ki ga chite shigoto ga abumareru kara shizuka ni shite kure. Nếu như là tôi được bắt chuyện ấy thì tôi sẽ bị phân tán và công việc bị nguy hiểm. Đây phải là gì? Phải là shigoto no koritsu o samatageru, đúng không nhỉ? Ảnh hưởng đến, gây cản trở đến cái hiệu suất làm việc. Đấy, cho nên là hãy yên lặng đi. Câu 2 này. Câu 2 là xem nào. Kuni ni nokoshite kita kazoku ga ayabumarete. Có thể có nhiều bạn sẽ chọn đáp án số 2 đấy nhá. Nhưng mà đây là kazoku, là đối tượng, là con người, chúng ta sẽ không dùng. Nó phải là một cái tình trạng cơ. Gia đình tôi ở gì nhỉ? Còn ở trong nước ấy đang đối mặt với nguy hiểm chẳng hạn. Abunai hoặc là kiken na jōkyō ni chokumen shite iru, đúng không nhỉ? Chokumen shite iru no de chẳng hạn. Đang đối mặt với lại tình huống nguy hiểm, tình thế nguy hiểm, cho nên là tôi đang đi du học rất là lo, không ngủ nổi. Câu 3. Atarashi kaisha no keie jōkyō wa kido ni nori kongo no hatten ga ayabumarete iru. Tình hình kinh doanh của công ty mới đã đi vào quỹ đạo. Đã đi vào quỹ đạo là một điều tốt thì không thể dùng với cái nghĩa là nguy hiểm được hay là đáng lo ngại được. Đấy, thì đây phải là gì nhỉ? Cái sự phát triển từ nay về sau ấy được gì nhỉ? Được. Đây phải là một điều tốt nhá. Nozo marete iru. Đấy, đang được mong đợi, đang được trông đợi. Tiếp theo, câu số 23. Đây là chữ khiết, đúng nhỉ? Cái chữ này nó từng ra trong thi vài lần.
Một từ khá quan trọng, có trường hợp là ghi là ra trong bài cách đọc kanji, có bài trong trường hợp cách dùng từ như này, có bài thì là từ đồng nghĩa. Từ này đọc là isagiyoi. Mặc dù chữ Hán là chữ khiết nhưng mà ít khi nó mang nghĩa là sạch theo kiểu như là nước sạch hay là không khí sạch ấy. Đấy, dùng cái đấy người ta hay dùng từ seiketsu hoặc là từ kide. Cái từ này nó mang nghĩa là gì đấy? À, nó mang nghĩa là thẳng thắn, đúng không nhỉ? Không giấu giếm, không e sợ, không lo ngại, dám nhận khuyết điểm về mình hay là dám nhận trách nhiệm. Hoặc là cái diễn tả cái sự chơi đẹp, chơi fair play. Như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án số mấy? Đáp án số 3 đúng nhỉ? Bởi vì có cái cụm là gì đấy? À, Iwake o isai sezu, kare wa isagiyoku, subete no sekini o totta. Anh ta đã không hoàn toàn không có biện bạch, không có lý do lý chấu gì cả, mà đã nhận tất cả trách nhiệm, đã thẳng thắn, đấy, dám nhận tất cả trách nhiệm về mình. Câu 1, Mai asa, kakasazu soji o shite iru no de, heya no naka ga, à ở đây các bạn thấy là trong phòng đúng không? Trong phòng sạch sẽ thì phải dùng từ seiketsu nhá. Seiketsu này có nghĩa là sạch sẽ, dùng cho phòng ốc. Kyo wa tenki ga odayaka de, chắc chắn là dùng với gió là sai đúng không nhỉ? Hôm nay thời tiết rất là yên ả và gió như thế nào thổi, một cơn gió mát. Sawayaka này, một cơn gió thoảng, gió mát, gió dễ chịu. Kokochiyoi. Đấy. Hoặc suzushi, bạn nào thích đơn giản thì dùng suzushi. Câu số 4, arakajime gì nhỉ? Junbi o shite oita ので isagiyoku kaigi ga susunda, bởi vì tôi đã chuẩn bị trước rồi cho nên cuộc họp nó đã tiến triển một cách rất là năng suất. Koritsuteki. Tiếp theo 24 nhá, một từ rất dễ. Chữ Hán là chữ gì và chữ chuyển đúng không? Iten. Đấy, Iten. Mặc dù chữ Hán là chữ di chữ chuyển đấy nhưng mà nó thường nó không mang đến nghĩa là di chuyển kiểu đi bước đi như trong tiếng Việt đúng không nhỉ? Cái từ đấy thì người ta hay dùng cái từ ido, di động này các bạn này. Đấy. À, di chuyển ở đây ấy, thường là gì? Thường là di rời một cái vị trí, một cái địa điểm nào đó, hoặc là chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật. Đấy, thì ở đây các bạn thấy có câu số 3 có từ jimusho là văn phòng đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 3. Là gì đây? Tôi gì đây nhỉ? Văn phòng đã quyết định là được di rời cho nên là tôi đang rất là bận rộn với cái việc sắp xếp chuyển nhà. Ba nhá. Chuyển văn phòng chứ. Câu 1, Kono bioki wa hoka no hito ni shiyasui no de amari gaishutsu shinai de kudasai. Cái bệnh này phải là dễ lây đúng không? Dễ lây sang người khác. Utsushi. Koko kara eki made aruite iten suru no wa jikan ga kakari sugiru. Cái việc mà đi bộ di chuyển là đây chúng ta dùng từ ido đúng không nhỉ? Cái việc đi bộ di chuyển từ đây ra ga ấy thì quá tốn thời gian. Câu số 4, kare wa ima koko ni sunde inai no de tegami wa atarashi jusho ni iten shite kudasai. Anh ta bởi vì bây giờ đang không sống ở đây cho nên là bức thư thì hãy đến địa chỉ mới. Hãy gì nhỉ? Hãy chuyển sang tên xô nhé. Câu cuối cùng, câu 25. Tê gà tay. Mặc dù là chữ tay và chữ kiên đúng nhỉ? Nhưng mà không phải cái tay cứng. Tê gà tay ở đây nó mang nghĩa là gì đấy? Ổn định, vững chắc, đúng không nhỉ? Không có mối đe dọa, không có mối nguy hiểm nhé. Câu 1. Chōjikan amimono shiteita no de. Bởi vì tôi đã đan, ví dụ như là đan đan áo, đan khăn ấy, đan len trong một thời gian dài cho nên là tay tôi bị gì? Tay tôi bị cứng đúng không? Tê ga kata ku. Phải như thế này nhá. Phải dùng chữ 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 này này. Câu 2. Tai chō ga yokunai no de. Bởi vì là tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt cho nên là tôi đã quyết định nghỉ. Daiji o totte. Tôi đã gì nhỉ? Tôi đã nghỉ và tôi tức là tôi xem trọng cái việc tôi đã xem trọng cái sức khỏe của mình hơn. Câu số 3. Kare wa te ga tai shigoto shite iru dake atte
Sekatsuga. Anh ta quả đúng là làm công việc gì gì đấy có khác. Cái cuộc sống của anh ta rất là rực rỡ, nhiều màu sắc. Thì có thể là gì nhỉ? Subarashi này, bởi vì là màu sắc câu nó đang mang nghĩa tích cực, hoặc là từ Migoto, tuyệt vời. Ở đây đáp án đúng là số mấy nhỉ? Số 4 đúng không? Moke wa okunai ga tegatai shobai o shiteru, tức là mặc dù tôi không có kiếm được nhiều lợi nhuận, tôi không kiếm được nhiều lãi đâu, nhưng mà tôi đang có một cái một tôi đang có một cái sự nghiệp buôn bán, tình hình kinh doanh nó ổn định, chắc chắn vững chắc nhá. Đấy, như vậy đúng ở đây sẽ là 4. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.